Về mặt đoạn trừ gốc ái, gốc của sinh tử luân hồi, người tu cần lần lượt đi từng bước chế ngự rồi loại trừ dục ái, hữu ái và vô minh hữu ái. Dù tâm ổn định về dục ái, thì cái gốc trùng tử dục ái chưa tập qua nhiều đời sinh tử vẫn còn nằm sâu trong tâm thức người tu, nên cần phải trục cho sạch gốc dễ dục ái ấy. Gốc của ái chỉ có định và tuệ sâu mới trục được, nhưng phải nhờ đến Tôn Ngộ Không và Ngộ Tịnh cùng đến Am Tụ Tiên để lấy nước giải dương trục thai. Dương đã gài thì âm không còn tồn tại để quấy rối. Từ đây, phái đoàn Tây Du chỉ còn tập trung công phu vào việc cắt đứt hữu ái và vô hữu ái. Kết quả cắt lìa dục ái đã được trắc nghiệm qua nạn ma nữ tiếp theo ở Am Tỳ Bà. Ngừng Tăng biểu tượng của tâm giải thoát và lý tưởng giải thoát đã đứng vững trước các thủ đoạn quyến rũ của yêu nữ có sắc nước hương trời với lòng xuân mênh mang như bể. Một trong các chiến trường phải chiến đấu là tình trường. Tình yêu là dung sắc nữ nhi thường làm yếu lòng chiến sĩ. Nước mắt nữ nhi có thể làm mềm gan chiến sĩ. Muốn thành nghiệp lớn, con người cần phải làm chủ tình cảm, nhất là trước các trang tuyệt sắc như nữ chúa Tây Lương hay nữ yêu Động Tỳ Bà. Trong tập phim Hai Phái Đoàn Tây Du Một Thật, Một Giả, nếu người tu không phát hiện và tiêu trừ phái đoàn Tây Du giả thì việc thỉnh kinh sẽ không thành tựu. Nếu vọng tâm chưa trừ sạch thì chân tâm khó hiện. Có thể nói rằng hành trình là hành trình phá đồ hết thảy vọng tâm để chứng đạt chân tâm. Đây cũng là điều mà mở đầu kinh Kim Cang Bát Nhã Ba là Mật Tôn giả tu Bồ Đề đã bạch hỏi Đức Phật, làm thế nào để an trú chân tâm và hàng phục vọng tâm. Câu trả lời cho câu hỏi ách yêu đó là cả một công phu tu tập lâu dài an trú tưởng vô ngã để loại trừ hết thảy ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, thọ giả tưởng, pháp tưởng, phi pháp tưởng, tưởng và phi tưởng. Vì thế mới có chuyện chính tay Tôn Ngộ Không thật đánh chết Tôn Ngộ Không giả Lục Nhĩ Hầu sau khi được Như Lai chỉ rõ gốc gác của Lục Nhĩ Hầu. Lục Nhĩ Hầu chết là nhân của sinh tử, phiền não diệt. Qua tập chuyện này ra thấy rõ dưới cái nhìn không chấp thủ các tự ngã, các tướng thật sẽ hiện rõ. Dưới cái nhìn chấp thủ các tự ngã, cuộc đời hiện ra là hư vọng. Cái thật và cái hư quyện chặt vào nhau, chúng là sản phẩm của tâm thức mà không phải của cuộc đời. Vấn đề chuyển đổi cái nhìn, chuyển đổi tâm thức hay tu tập tâm và giải thoát tâm trở thành vấn đề trọng tâm của cuộc hành trình Tây Du. Những sai lầm của phái đoàn Tây Du từ trước đến nay đều do công phu giải thoát chưa nhiếp được bát phong thị phi, được mất, khen, chê, danh vọng và lợi dưỡng. Cả đến Tôn Ngộ Không cũng bị quạt ba tiêu của Bà La Sát quạt bay xa hơn 2 vạn dặm, trong khi đó, với người khác có thể bị bay xa hơn 2 vạn dặm. Nhờ định phong đan của Như Lai, Tôn Ngộ Không mới đứng vững trước quạt ba tiêu. Tại hồi này, phái đoàn Tây Du mới hàng phục được bát phong. 3 lần đoạt quạt ba tiêu mới ổn, điều này tựa như 3 lần mới đánh chết được Bạch Cốt Phu Nhân đã được trình bày về ý nghĩa biểu tượng. Hỏa Diện Sơn là biểu tượng của dục và sân kiết sử thứ 4 và thứ 5 thuộc năm hạ phần kiết sử, chỉ khi đoạt được 3 tiêu phiến. Nghĩa là khi đủ định và tuệ để chế ngự bát phong thì phái đoàn Tây Du mới có khả năng để dập tắt dục và sân. Của vị chứng đắc tại đây có thể là của thành thứ 3 Anh Na Hàm của vị Bất Lai. Sân hận sẽ là nhân tố đầu độc các mối tương giao con người và xã hội, do đó dục sân và bát phong là đối tượng cần được chế ngự. Như Tôn Ngộ Không phải dập tắt Hỏa Diệm Sơn đang chắn lối đi Tây Trúc để hoàn thành sứ mệnh độ khổ dân đồng độ. Giáo lý Phật giáo dành cho các tu sĩ và cư sĩ tu tập giải thoát thường bị ngộ nhận là giáo lý tự độ. Thật sự cả hệ thống giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy và Phát Triển Đại Thừa đều chủ trương tu tập tự độ và độ tha. Độ tha là giúp đời thấy rõ con đường tự mình đi ra khỏi mọi nỗi khổ. Giáo lý từ bi cũng dạy nạn cứu khổ đời. Vì thế, trên đường thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đã trừ rất nhiều tà ma, quỷ mị để cứu đời. Tại hồi 62, 63 phái đoàn Tây Du giúp vua Tế chạy đi ra khỏi quyết định sai lầm, cứu chư tăng chùa Kim Quang khỏi hàm oan, trừ tà lấy lại quốc bảo cho nước Tế Trại. Ngộ Không và Ngộ Năng tại đây đã không quản lao nhọc hành Phật sự cứu độ, giúp dân ra khỏi khổ nạn. Độ tha là một phần công phu giải thoát của chính phái đoàn Tây Du. Dục vọng khi được chuyển đổi thì thành dục giải thoát, sức mạnh tinh càn để tự độ và độ tha, như chư Ngộ Năng đã trở nên năng nổ làm việc thiện mà không cầu danh, cầu lợi. Tôn Ngộ Không đã lấy về quốc bảo Như là biểu tượng nói lên trí tuệ vô ngã sẽ xây dựng nên nền văn hóa mới tốt đẹp, sẽ định quốc, an dân. Ngộ Không và Ngộ Năng đánh chết các người chủ mưu trộm các quốc bảo tại chùa Kim Quang, chính là ý nghĩa dẹp sạch các mầm mống rối loạn. Phái đoàn Tây Du trải qua bao nhiêu công phu tu giới, tu định, tu tuệ, đã cắt lìa dục ái, dục vọng đã được chuyển thành dục giải thoát. Khi tâm hành giả đi vào 4 cõi định sắc thiền, lòng tuy đã rời xa dục giới nhưng lại đầy khát vọng tồn tại trong cảnh an tịnh, thanh nhàn. Tâm hành giả vì thế bị ngưng trệ trói buộc tại đây, đó là cảnh Am Mộc Tiên gồm toàn yêu tinh thảo mộc ương ngâm vịnh, thưởng thức tiên trà và tiên tửu của cảnh giới sắc ái hay hữu ái. Cảnh giới này trói buộc bước chân giải thoát đầy nguy hiểm không kém các ma nạn vừa trải qua. Cái lòng sắc ái tế nhị ấy đã được biểu hiện qua hình dáng hạnh tiên thanh nhã của thiên giới. Tại đây, Đường Tăng kịp giác tỉnh không để bị chìm sâu vào cảm thọ hỷ lạc, bền nhất mực cự tuyệt tình cảm của hạnh tiên, nhưng Đường Tăng không dễ gì thoát ly được cảnh trói buộc này nếu Tôn Ngộ không xuất hiện kịp thời cứu giá. Đối với hữu ái thì chỉ có trí tuệ vô ngã, thiền quán vô ngã mới cắt đứt được nó, như chiếc thước bổng của con người trí tuệ Ngộ Không đã đập nát cảnh nạn A Mộc Tiên. Nếu thiếu trí tuệ vô ngã thì hành giả sẽ dễ bị đốt cháy toàn thân huệ mạng trong các cảm thọ. Nguy hiểm thay, Ngộ Không và Ngộ Năng đánh nát cảnh A Mộc Tiên trước khi tiếp tục lên đường là xóa bỏ các ý tưởng hưởng nhàn, kiềm thế trong tâm thức mình.
Ưng Tăng bị thất niệm trong các cảm thọ tiên cảnh nên sa vào nạn A Mục Tiên, rồi lại tiếp tục bị rơi vào cảnh tiểu lôi âm. Ưng Tăng, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh đều thiếu trí tuệ vô ngã nên thường bị các huyến ngã huyến tướng đánh lừa. Cảnh tiểu lôi âm biểu hiện rất rõ nét về chuyện ngã tướng đánh lừa ấy khiến cả phái đoàn Tây Du thêm một phen lận đận, khốn đốn. Ưng Tăng với tập khí tín ngưỡng tam bảo, tôn sùng các sắc tướng của đạo nên dễ dàng bị tiểu lôi âm che khuất trí tuệ. Nói khác đi, trong tâm thức của Ưng Tăng, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh lúc bấy giờ chỉ có sự hiện diện của các ngã tướng về thực tướng, mà không có cái tệ thấy thực tướng vô tướng. Do tâm thức còn mơ màng về thực tướng như vậy nên bị cảnh chùa lôi âm giả đánh lừa. Tôn Ngộ Không thì tự tâm phân biệt rõ thực tướng và giả tướng, nhưng vì còn tập khí sinh tử nên cũng bị hệ lụy với Ưng Tăng, bị khốn đốn vì tiểu lôi âm, bị túm vào túi vải và bị giam vào cái chuồng vàng. Ý nghĩa tôn kính tam bảo đúng nghĩa là tôn kính tu tập giới, tinh, tuệ, mà không phải là lễ kính các pho tượng, chư tăng và các bản kinh. Theo giáo nghĩa Kim Cang Bát Nhã, phàm cái gì là ngã tướng thì hư vọng. Ưng Tăng bị vướng mắc cái ngã tướng nên rơi vào nạn tiểu lôi âm. Tại núi Hàm Không, động Vô Đề, Ưng Tăng đang rơi vào mê lầm, rơi vào một mặt chấp ngã khác, cho rằng thực tướng không tướng như là một tướng khác với các ngã tướng. Chấp hư đã là khổ nạn, mà chấp không lại là đại khổ nạn, còn nguy hiểm hơn. Rơi vào đó thì khó thấy lối ra, như là rơi vào động Vô Đề nghĩa là không đáy thì thăm thẳm mịt mù. Đây là một biểu hiện của tâm ái gọi là vô sắc ái hay vô hữu ái. Ối trị với vô sắc ái thì chỉ có trí tuệ thiền quán vô ngã thâm sâu. Ngộ Không chưa vào sâu định nên thật vất vả trong việc đối phó với yêu nữ ở động Vô Đề này. Nếu với thiền quán vô ngã thấy được gốc của vô sắc ái là vô minh thì liền nhổ được gốc của nó. Như khi Ngộ Không tìm ra manh mối nữ yêu Vô Đề là con nuôi của Thác Cáp Thiên Vương Lý Tịnh thì liền có ngay giải pháp đối phó, giải ách nạn cho Ưng Tăng. Hình ảnh gái, trai, nam, nữ ân ái ở cảnh nạn này chỉ là biểu tượng cho tướng nhị thủ. Nỗ lực thoát ly động Vô Đề là nỗ lực đoạn trừ hết thảy ngã tưởng, đoạn trừ tướng nhị thủ ấy. Trừ sạch tướng nhị thủ là trừ sạch chấp thủ, trừ sạch vô minh. Qua sự việc vua nước diệt pháp do cầm tức các sãi mà truyền lệnh giết 10.000 vị sư đã giết 9.996 vị. Với ông vua độc ác như thế mà chỉ qua một đêm tôn hành giả với kỹ thuật giáo dục thiện xảo đã chuyển hóa tâm ông ta. Sáng hôm sau, vua và cả triều thần đều trở thành các Phật tử mộ đạo. Vạn hữu, dù tâm hay vật, đều do duyên mà sinh. Trí tuệ thấy thẳng sự thật duyên khởi này gọi là tự nhiên trí. Tại các hồi chuyện này, phơi bày một sự thật phi lý và phi nhân, vua truyền lệnh chém giết một vạn nhà sư vô cớ và vô tội vạ. Nếu nhà vua và các triều thần hiểu rõ nhân của trong giáo lý Phật giáo thì sẽ nghĩ đến hậu của mỗi khi quyết định một công việc và sẽ không hành động vì sân hận, ganh ghét hay đố kỵ. Giáo lý thiện ác sẽ là một triết lý làm cơ sở cho tinh thần trách nhiệm tự thân và cho các hành vi đạo đức. Chính Tôn Ngộ Không đã cảnh tỉnh được vua diệt pháp nên tên nước đã được đổi thành Hưng Pháp làm cho nước thêm hưng thịnh. Có thể nói rằng tâm lý của con người vốn vô ngã nên bất định tính, tùy theo sự huấn luyện giáo dục mà tâm hình thành. Tâm vốn không phải là tánh bổn ác hay tánh bổn thiện. Con người có khả năng làm chủ tâm mình và thuần hóa tâm mình như người huấn luyện ngựa thiện xảo có thể huấn luyện con ngựa chứng thành ngựa thuần. Con sư tử chín đầu hiệu là Cửu Linh Nguyên Thánh, là con vật cưỡi của Thái Ất Nguyên Tôn cứu khổ. Nó đã đắc đạo và là biểu tượng chín cảnh giới của tâm chúng sinh đã được chuyển hóa tâm giải thoát. Tại đây Ngộ Không và cả phái đoàn Tây Du chưa vượt khỏi chín cảnh giới tâm nên không thể chiến thắng con sư tử chín đầu ấy. Phái đoàn hay hành giả cần hướng tâm giải thoát đến Phật trí được biểu tượng bằng Thái Ất Thiên Tôn cứu khổ và tinh cần tu tập cho đến khi thuần thục giải thoát các lậu hoặc mới có thể vượt khỏi chín cảnh giới tâm ấy. Bởi thế, Tôn Ngộ Không đã phải đến cầu cứu với Thái Ất Thiên Tôn mong ngày thu phục sư tử chín đầu mới giải thoát được Ưng Tăng, Ngọc Hoa Vương và Tam Tiểu Vương. Mà nạn bấy giờ không phải do yêu tinh trần thế, mà là tinh ở thượng thượng giới, trở ngại là do chính cảnh giới tâm mà hành giả đang an trú. Sự trói buộc này đúng thật là khó. Hành giả mỗi lần đi vào một cảnh giới định và tuệ mới thì liền đó cảnh giới ấy trở thành chướng ngại bước chân giải thoát mà hành giả cần vượt qua. Cứ thế, công phu giải thoát cần phải được liên tục phát triển với tuệ vô ngã và tâm vô trước. Tâm dính trước thì liền bị các chướng ngại. Sự dính trước vào mỗi cảnh giới tâm được biểu hiện bằng hình ảnh người chăm sư tử say rượu mê ngủ để sư tử sổng chuồng xuống hạ rồi quậy phá. Tại đây Ưng Tăng lại tiếp mắc vào nạn Ngọc Thố ở cung Hằng Trá làm công chúa để ép duyên người về giải thoát, vừa để trả thù Tố Nga công chúa thật. Nạn ái dục này là thuộc tâm khát ai có từ thuở tâm vọng động giấy khởi lên các ngã tưởng, như từ kẻ tát tai của Tố Nga đánh con Ngọc Thố. Nó là hư vọng. Khi Tôn Ngộ Không tìm ra gốc gác của Ngọc Thố, thì Ngọc Thố liền bị thu về cung Hằng. Đây là biểu tượng nói lên rằng khi hành giả bằng thiền quán thấy rõ ái là do duyên sinh, là giả tướng, không thật thì ái liền tiêu mất. Tâm thức hiện rõ tuệ vô ngã và tâm sạch phiền não lậu hoặc, mà nào thuật của sinh tử chấm dứt ngang đây. Công phu giải thoát của Đường Tăng ngang đây đã rất thiện xảo, đã thoát khỏi các chấp thủ ngã tướng, nên đã linh động thỏa hiệp tạm thời gá nghĩa với công chúa giả Ngọc Thố để chờ Ngộ Không mở đường thoát thân, đi đến lôi âm tự. Đường Tăng vốn là hiện thân của chấp thủ ngã, thế mà ở đây Đường Tăng đã tự tại với các ngã tướng, nói lên rõ ràng đây là trở ngại tâm thức sau cùng. Thế giới giá trị vô ngã là bất định, vì nó là vô ngã, nên nó hiện ra tất cả ngã tướng nhằm đem lại an lạc, hạnh phúc cho mọi người, cho số đông.